nha mọi người. Ốc bu á. Bây giờ mình hấp cái này á, mình cho nó uống sữa vô cái mình hấp rồi mọi người. Ngon lắm mọi người ơi. Mình ngâm 2 đêm rồi đó. Cho nó uống sữa vô. Cái hồ sau mình mới hấp nha mọi người. Đây, sữa nha mọi người. Ốc to 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 không? Cả 2 tiếng mới uống sữa xong rồi 2 tiếng mới hết nha mọi người. Mình hấp ốc nha mọi người. Bây giờ á, hai mẹ con mình về bên ngoại rồi. Ốc mình nè, mình bắt chảo lên rồi á, đừng có uống xuống đi. À, phỏng đó, xích ra. Con mình nó quậy lắm đó mọi người. Hai mẹ con để đổ ốc vô. Phỏng đó con, xích ra nghe. Phỏng đó nghe. Để vô, mình để nó ổi vô nè mọi người. Rồi đó, đừng không, đừng đụng sống á. Nó quậy nó phá lắm á mọi người. Mình đậy nắp lại là một chút có ăn nha mọi người. Quay chấm này làm muối đó muối gì ăn đi ăn đi. Mình cháo mới làm muối nha mọi người. Mình mắt con mình làm không được. Chào tất cả mọi người nha. Nay mình chén ốc rồi nha mọi người. Mời mọi người ăn ốc giùm mình nha mọi người. Nay mình về quê nhà mình rồi nha mọi người. Ốc mình luộc lá ổi, mình ngâm sữa khoảng 2 tiếng cho nó uống sữa xong rồi mình mới hấp nha mọi người. Mời mọi người thưởng thức cùng mình nha. Chấm nước mắm thì cháu nó mới làm, kêu nó ăn nó mắc cỡ nó không dám ăn, nó giữ con mình cho mình ăn. Mời mọi người nha, nó nói nó làm nước mắm ngon lắm làm cho tôi ăn. Ngon thật. Quá ngon luôn.
béo mùi sữa thôi, mùi sữa mọi người. Ngon quá, nó thơm sữa nó ngon. Được quá chín nè, chín nha, nó không ngon bằng mới vừa tím tới. Con sáo mà mới lọc lưỡi con lần à, mình ngồi gần nó không kêu, mình đi nó kêu lắm luôn. Cay quá mọi người ơi, gán hết nổi à, quá xa cay.